Sau đây xin mời gia đình bạn nhỏ số 2 lên biểu diễn. Xin mời gia đình bạn nhỏ số 4 lên biểu diễn. Giỏi lắm Tiểu Bảo. Đi thôi Tiểu Bảo. Được rồi, tất cả bốn nhóm gia đình của chúng ta đã biểu diễn xong hết rồi. Còn hát hay quá Kiều Yến. Tôi tình cờ nói chuyện với nhà đầu tư ở sân golf bên cạnh. Không sao, hai người đi trước đi. Đi thôi. Tiện đường sao? Tôi thấy cô có vẻ như cố ý thì đúng hơn. Đi thôi. Được rồi, vậy không giả vờ nữa. Lần trước anh nói không hứng thú với chuyện kết thân gia. Thật ra không phải anh không hứng thú với chuyện kết thân gia, mà là do anh lo lắng cho Tiểu Bảo phải không? Để giúp anh bớt lo lắng, cũng như vì sự hợp tác của chúng ta, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi cũng có thể hòa hợp với Tiểu Bảo. Tôi khuyên cô đừng nên lãng phí thời gian. Không thể là không thể. Tiểu Bảo đổ nhiều mồ hôi như thế này, chắc là chơi vui lắm nhỉ? Tiểu Bảo, bắt cá khó quá. Cái gì mẹ cũng biết, nhưng mẹ không biết bơi. Bắt cá à? Chị bơi rất giỏi, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ giúp Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cứ tin tưởng chị một lần đi, được không nào? Gì ạ? Mẹ nói rồi, gọi là chị. Dì đi bắt cá. Được rồi, vậy thì chị sẽ đưa em đi bắt cá. Cả ao cá sẽ là của chúng ta. Đi thôi nào. Đi thôi. Ở đây à? Tiểu Bảo, em thích chị Tần Dĩ Duyệt. Dì Tần Dĩ Duyệt không? Mẹ. Nhưng dì ấy không phải mẹ ruột của em. Được rồi, chị bắt đầu bắt cá đây. Đừng dùng. Vậy chị dùng cái gì? Tay. Em không để chị dùng dụng cụ mà dùng tay à? Dùng tay thì dùng tay. Tôi cũng không đeo đồng hồ. Mấy giờ rồi? Đi được khoảng 20 phút rồi. Không bắt được. Sao vẫn chưa quay về chứ? Tôi hơi lo lắng rồi đó. Tiểu Bảo luôn không thích ở một mình với người lạ. Sao lần này lại thoải mái đi cùng Lâm Duy như vậy chứ? Nói thật thì anh cũng hơi lo lắng. Đi thôi, chúng ta đi xem thằng bé thế nào. Được. Ở kia kìa, mau tới xem đi. Có bị thương ở đâu không? Không sao chứ? Không sao, hình như chân hơi đau rồi. Chắc là kẹo chân rồi. Không phải có dụng cụ sao? Sao tự mình xuống nước thế? Tiểu Bảo. Này khoác đi, tôi tưởng rằng đơn giản lắm. Hạ Duy Phi, sao con có thể làm chuyện như vậy? Con là đàn ông con trai, không nên làm vậy với phụ nữ. Anh đừng nói thằng bé nữa. Mau đi lên đi. Đến trạm tìm nhân viên y tế quan trọng hơn. Bao giờ về bố tính sổ với con. Cẩn thận chút. Nào. Vẫn ổn. Vừa rồi bác sĩ nói chỉ là bông gân thôi. Cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi chỉ không ngờ Tiểu Bảo lại cố tình làm khó cô như vậy. Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi cô. Không sao, chỉ là trò đùa của trẻ con thôi mà. Tôi sẽ không để bụng đâu.
Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Nhưng tôi không muốn cô tiếp tục cố tình tiếp cận Tiểu Bảo. Tôi không muốn thằng bé bị kích động. Ngoài ra, rời khỏi Hà Thị đi. Tôi nghĩ chúng ta không hợp để tiếp tục làm cộng sự nữa. Hà Kiều Yến, Hà Kiều Yến, anh quá đáng lắm rồi đó. Hạ Duy Phi, không ai bắt con quay mặt vào tường hối lỗi cả. Đừng giả vờ đáng thương nữa. Tiểu Bảo, mẹ con đâu? Bắt cá. Bắt cá. Tao nói cho mày biết, mày đừng có lại đây. Tao từng học đánh rắn rồi nhé. Người ta nói đánh rắn đánh bảy tấc. Có tin tao đánh mày 7749 tấc không? Mày đừng có lại đây. Không, không, đại ca à. Đại ca. Đại ca, tao chỉ đùa thôi mà. Mày là bá dương rừng núi, tao đâu dám đánh mày, đúng không? Mày nghe tao nói đã. Đời người giống như một bộ phim, không dễ dàng gì mới gặp được nhau. Tức giận vì vài chuyện nhỏ nhặt, mày nghĩ xem có đáng không? Hai con à, mẹ đi một mình sao? Không giỡn trò gì đấy chứ. Tiểu Bảo, con về phòng đợi bố. Bố phải đi tìm mẹ. Tần Dĩ Duyệt, Tần Dĩ Duyệt, Tần Dĩ Duyệt, Tần Dĩ Duyệt.